hoặc là mình nói là 10 quả vị Bồ Tát đầu tiên, hoặc là Bồ Tát thập tính, chữ thập là 10 đó, tính là tính tâm á. Do đó mà Bồ Tát thập tính đây chưa có vào hàng của Bồ Tát gọi là quả, mà vẫn nằm ở Bồ Tát nhân nha. Tức là Bồ Tát thập tính là một vị Bồ Tát cũng đang tu tập, nằm ở hàng Bồ Tát nhân, chứ không phải là Bồ Tát quả. Bồ Tát có hai dạng, Bồ Tát nhân và quả khác nhau. Cho nên Bồ Tát thập tính là nằm ở Bồ Tát nhân, là gọi là Bồ Tát sơ cơ, tức là ban đầu á, để đi trên cái con đường Bồ Tát đạo. Có nghĩa là đi trên cái con đường mà vừa tu, vừa có thể là giúp đời. Mình gọi là độ sanh thì nó hơi gọi là cao siêu quá. Mình gọi là mình giúp đời thôi, tùy theo khả năng của mình giúp đời thôi. Đây là một cái tinh thần rất là nhân văn và tinh thần rất là từ bi của một người Bồ Tát nhân, Bồ Tát ở tại gia. Thì Bồ Tát thập tính á, là có 10 điều mà chúng ta cần phải hoàn thiện để nâng lên Bồ Tát thập trụ. Và nếu mà chúng ta có thập tính rồi mới nâng lên thập trụ. Thập trụ á, thì chúng ta mới nâng lên thập hạnh, rồi là thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác. Nhưng đầu tiên là Bồ Tát thập tính. Thì hôm nay chúng ta chia sẻ là ở cái chỗ Bồ Tát thập tính á, thì cái 10 cái công hạnh để tu tập, để đi đến cái tính tâm. Quý vị biết á, là Bồ Tát thập tính không phải là 10 cái tinh. Bồ Tát thập tính là không phải 10 cái tinh, mà chúng ta tu theo 10 cái hạnh này để thành tựu lòng tin. Có hiểu không? 10 cái hạnh này để thành tựu lòng tin. Ở trong kinh A Hàm á, Đức Phật dạy lòng tin là mẹ để sanh ra các cái công đức. Cho nên cái người tu tập cần phải có lòng tin. Và bữa trước á, thầy nói là ở trong cái bài kinh Giảng Đường Bằng Gạch á, nói rằng á, là một người nào mà có niềm tịnh tính bất động đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, đối với giới bổn, thì người đó chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Cho nên cái quả chứng á, quý vị, là không phải là quả thấp, quả cao gì cả, mà cái quả chứng này là đang nói tới mình tiêu diệt được bao nhiêu cái hạ phần kiết sử. Mà chính cái kiết sử này thì nó cột chặt mình ở trong dòng sanh tử. Cho nên cái người nào tu cũng phải tháo khỏi dòng sanh tử hết á. Mà nguyên nhân nào cột chặt dòng sanh tử? Đó là các cái phiền não, mà phiền não nó thuộc cái loại dính mắc, đó gọi là cái loại kiết sử. Cho nên á, mình cần phải tháo cái cọng dây kiết sử đó ra bằng tất cả các cái pháp tu tập, để mình tiến lên một cái cao hơn nữa. Đó là mình giải thoát, rời khỏi tất cả các khổ đau. Mà muốn rời khỏi tất cả khổ đau thì phải là rời khỏi nguyên nhân của tất cả các khổ đau. Cho nên những người mà tu tập á, quý vị, đầu tiên chúng ta hãy củng cố là một vị Bồ Tát, thì có 10 cái công hạnh để củng cố lòng tin sắt đá của mình đối với chính mình, lòng tin sắt đá của mình đối với Tam Bảo. Thì cái người này á, là có 10 gọi là 10 cái quả của Bồ Tát. Chứ thực ra là Bồ Tát á, là trên tinh thần độ sanh, chứ không phải là Bồ Tát là cái quả độ sanh. Nhưng mà trên cái tinh thần độ sanh đó, chúng ta vừa tu tập thì chúng ta sẽ đạt được cái quả giải thoát. Thì cái Bồ Tát nào mà ngài giải thoát thì gọi là Bồ Tát quả. Còn Bồ Tát nào đang tu trên con đường đi đến giải thoát thì gọi là Bồ Tát nhân. Cho nên thập tính này nằm ở Bồ Tát nhân, là củng cố lòng tin của mình đối với khả năng của chính mình, và củng cố lòng tin của mình đối với Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng và giới bổn. Nhờ vào 10 mà nói 10 cái quả vị, chứ thật ra đây là 10 cái công hạnh mà đầu tiên trong 52 cái quả vị Bồ Tát để đạt được cái quả vị của thập tính này. Có nghĩa là mình đạt được thập tính thì đây gọi là đạt được cái quả vị. Có nghĩa là bây giờ ví dụ như mình chưa đạt được cái này, mình chưa đạt được cái này,
à, thì mình chưa gọi là đạt được cái quả vị. Cái này cái quả vị của Bồ Tát, chứ không phải là quả vị của sự giải thoát. Quý vị hiểu không? Cái quả vị sự giải thoát á, thì là nó liên quan tới á, là đoạn trừ tất cả các dính mắc ở trong thế gian, và đoạn trừ tất cả các che tâm ở trong thế gian này. Thì nếu chúng ta mà đoạn trừ tới cỡ nào thì cái quả chứng nó nằm ở tới cái cỡ đó. Còn này quả vị Bồ Tát là trên cái con đường mà Bồ Tát thành tựu, à, trên con đường tu mà Bồ Tát thành tựu. Ví dụ như Bồ Tát thành tựu 10 cái điều này, à, thì Bồ Tát nâng lên một cái tầm của trí tuệ đó, và Bồ Tát thành tựu tiếp 10 cái điều khác thì Bồ Tát có thể là đoạn được các cái kiết sử, à, gì gì đó. Thì tới khi mà Bồ Tát á, là thập hạnh thì bắt đầu á, là tương đương với sơ quả, nghĩa là đoạn trừ tâm. Mình học Phật Pháp á, là mình hãy nhìn cái con đường Ariya Magga, tức là con đường tâm á, của mình. Cái gì mà làm cho chúng ta sầu khổ, cái gì mà làm cho chúng ta không giải thoát, thì Đức Phật dạy cho chúng ta là đoạn trừ cái đó thì mình hết khổ và mình được giải thoát. Do đó mà quý vị á, đừng có kẹt vào trong các cái câu chữ như cái này là thuộc về tiểu thừa nè, cái này thuộc về đại thừa nè, cái này thuộc về trung thừa, vân vân. Cái đó là chúng ta kẹt vào câu chữ, mà mình hãy biết con đường Ariya Magga, tức là con đường từ phàm phu sang thánh nhân đi bằng con đường nào, và cái gì là phàm phu, cái gì là thánh nhân, thì lúc đó chúng ta hành đạo Bồ Tát chúng ta không có bị chấp trước. Còn nếu mà chúng ta kẹt vào câu chữ, chúng ta sẽ bị chấp trước, à, cái này của tiểu thừa tôi không tu, cái này của đại thừa không tu. Thật ra trong nhà Phật bây giờ người ta đã đính chính rồi, không có tiểu không có đại thừa đâu, mà là chỉ có là tu theo pháp nào và chứng đắc được cái gì mà thôi. Ngày xưa người ta hiểu lầm á, hiểu lầm câu chữ thôi. Ví dụ như nói tiểu thừa là cái xe, cái xe thừa là cái xe đó, vì tiểu thừa là xe nhỏ. Cái xe để làm gì? Để chuyên chở người ta, đúng không? Mà chuyên chở tức là độ người ta gì nữa. Vì tâm Bồ Tát nhỏ, tâm Bồ Tát lớn, có nghĩa là mình phát đại tâm hay là phát trung tâm hay phát tiểu tâm, có nghĩa là chúng ta tu tập và chúng ta phát tâm để độ sanh, giúp đỡ mọi người, là phát tâm lớn hay phát tâm nhỏ, thì đó mới có tiểu có đại. Như vậy là tiểu đại nằm ở chỗ phát tâm, chứ không phải nằm ở chỗ pháp tu. Nhưng mà một thời gian rất dài người ta hiểu là tiểu đại nằm ở chỗ pháp tu, chứ không phải là nằm ở chỗ phát tâm. Bị sai, bị sai. Quý vị hiểu không? À, người ta hiểu là tiểu thừa với đại thừa là nằm ở chỗ pháp tu. Pháp tu này là pháp tu đại thừa nè, pháp tu này pháp tu tiểu thừa nè, là không phải. Mà tiểu hoặc đại là nằm ở chỗ phát tâm độ sanh, là tức là nằm ở chỗ Bồ Tát, nằm ở chỗ tâm Bồ Tát, chứ không phải nằm ở chỗ là chứng đắc quả vị giải thoát. Hai này nó khác nhau. Cái chỗ này tâm mình phát với quả vị giải thoát, hai cái nó khác nhau. Ví dụ như tôi phát tâm cứu hộ hết chúng sanh, với cái chuyện mình giải thoát, hai cái nó khác nhau. Ông phát tâm có thể ông đã chứng rồi, ông phát tâm có thể ông chưa chứng, ông phát tâm nó, hai này nó khác nhau. Cho nên đó quý vị là thấy cái quả vị Bồ Tát này là đang nói tới là chúng ta đạt được những gì trên con đường mà chúng ta vừa độ sanh mà vừa tu tập. Mình đạt được những cái chuẩn mực đầu tiên để tiến lên con đường thánh quả. Tại thánh quả là Bồ Tát quả, đúng không? Vậy thì Bồ Tát nhân chúng ta muốn tiến lên Bồ Tát quả phải qua con đường thập tính này nè. Chúng ta hiểu gì đó, là nó sẽ không có lấn cấn với quả vị của thanh văn, không có lấn cấn với quả vị của nhà Phật. Còn nếu bằng không á, học hai cái hệ thống kinh điển là chúng ta sẽ bị lộng cộng. Ví dụ như quả vị Bồ Tát, người ta hỏi là quả vị Bồ Tát sao không thấy diệt cái tâm nào, diệt tâm nào chứ gì, mà quả vị thanh văn tứ quả A La Hán diệt được bao nhiêu tâm, rồi sơ quả Tu Đà Hoàng diệt được bao nhiêu tâm, rồi nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A La Hàm diệt bao tâm, mà quả Bồ Tát không thấy diệt cái gì hết, là không phải. Bồ Tát nhân là đang con đường tu tập để tiến lên Bồ Tát quả, mà trong cái quá trình tiến lên đó mình phải diệt được cái gì cái gì cái gì, mà muốn diệt được cái gì đó thì vừa độ sanh vừa tu thì phải đầu tiên bằng con đường thập tính. À, có 10 cái mà chúng ta cần phải làm để Bồ Tát nhân tiến lên Bồ Tát quả, mà vừa tiến lên vừa độ sanh được, có nghĩa là vừa học vừa thực hành vừa tu. Tức là vừa học vừa hành vừa tu, rồi thêm vừa độ sanh nữa.
là Bồ Tát á, vừa học vừa hành, vừa tu. Hành đạo là độ sanh, độ sanh cho là hành của Bồ Tát đi. Tu là hành để chúng ta tiến từ cái phàm phu sang thánh nhân. Còn là hành đạo Bồ Tát là để giúp đời. Hai cái hành lận, nên chúng ta tách ra cái hành với cái tu. Hành đây là hành đạo Bồ Tát, còn là học, là học cách để tu, chứ không phải học cách để hành đạo Bồ Tát. Quý vị hiểu không? Bồ Tát chỗ mình phát tâm mà, mỗi người mỗi duyên, hành như thế nào thì mỗi người mỗi duyên. Cho nên là mình nghiên cứu cái đó một chút, để chúng ta khỏi lấn cấn. Để làm chi? Để khi mà mình học á, mình gáp vào con đường Ái Giá Mắt Cá là con đường đạo cao thượng. Chúng ta học không phải là giới cấm thủ, không phải ai nói gì nghe đó, nhưng phải có lý có tình. Ở đâu phải thấu tình, đâu phải đạt lý. Ở đâu á là phải là có con đường giải thoát giác ngộ nằm chỗ nào. Chứ không phải ai nói gì nghe đó. Quý vị, mình là bây giờ nó khác như xưa. Hồi xưa á thì do khó có điều kiện nghiên cứu, nhằm khi nhiều người ta không có đến trường học nữa, cho nên cái khả năng về học vấn á, ngày người xưa hạn chế hơn bây giờ. Cho nên bây giờ á là chúng ta học Phật pháp nó tới hai cái khả năng lên. Một khả năng của tâm linh và một khả năng của học vấn. Cho nên cái người nào có khả năng tâm linh là người có căn tu từ kiếp xưa, còn người nào có khả năng học vấn là người học cao. Cho nên á là hai cái đó mà cùng song song á thì người ta dễ dàng hiểu Phật pháp hơn. Quý vị phải có cái khả năng học vấn ở thế gian và có khả năng tu tập của thế giới tâm linh, có hai cái đó đó thì là người ta sẽ vươn lên cao và dễ dàng hơn là một người thiếu trong một hai cái, nhất là thời buổi giờ. Cho nên thời buổi giờ mình không mới biết chữ nào hết trơn á mà mình có khả năng tâm linh khó học lắm, tại người ta truyền bằng chữ không à. Có nghĩa là mình phải biết ít nhiều, cũng phải biết giới hạn của nó, chứ không phải là không biết chữ nào cũng khó học lắm. Quý vị, do đó thập tính á là 10 cái điều để mà cái người hành đạo Bồ Tát đầu tiên để củng cố cái sức mạnh của lòng tin của mình và sức mạnh của mình tin đối với Tam Bảo và giới bổn, và tin chính mình, nên tin Phật, tin pháp, tin tăng, tin giới và tin ở chính mình. Có nghĩa là ở chính mình là tự tin á. Nghĩa là tin ở chính mình là tự tin. Làm gì không tự tin đâu có làm được. Quý vị hiểu không? Bây giờ ông làm được không? Ông nói tôi nghe coi. Chắc chắn được, bảo đảm được. Đó, ông tự tin rồi đó thì ông làm được à. Còn làm cái là tôi không chắc, tôi không biết nó làm được không. Hỏi vô niệm Phật, ông tự tin ông niệm Phật Ba La Mật được không? Không biết tôi niệm đại thôi. Ông không có lòng tin rồi nha. Không lòng tin với ai? Không lòng tin với chính bản thân mình. Mà một người nào á không có lòng tin bản thân mình á thì người đó vướng vào hoài nghi. Quý vị hiểu không? Cho nên cái lòng tin này nó sẽ chặt đứt các cái hoài nghi. Cái người nào á mà bị hoài nghi á thì lại vướng vào kiết sử. Cho nên đó quý vị, cái tin này nè nó sẽ chặt đứt hoài nghi. Mà muốn có tin này đó thì phải phát huy được trí tuệ. Cho nên đó là ở đây một loạt cái để chúng ta vừa có kiến thức, vừa phát tâm trí tuệ, và chúng ta không có hoài nghi nữa, thì con đường tiến đến cái quả vị thánh đó là nó gần lắm. Và những cái điều này sẽ giúp cho chúng ta nâng cái tầm của phát tâm Bồ Tát để làm lợi ích cho chúng sanh. Có 10 điều. Thứ nhất là tín tâm. Tín tâm là gì? Là tin tưởng ở mình sẽ thành Phật, và tin tưởng ở Tam Bảo và giới bổn. Có nghĩa là tin mình sẽ thành Phật. Đức Phật ngày dạy á, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, giống như một lời thọ ký cho tất cả chúng sanh. Ai cũng có khả năng tu thành Phật nếu người đó hiểu đạo và người đó có tu. Ai cũng có khả năng tu thành Phật nếu người đó hiểu đạo. Hiểu đạo là hiểu con đường Ái Giá Mắt Cá, tức là con đường đạo cao thượng, và có thực hành gọi là pháp A-na, thì người đó chắc chắn sẽ giác ngộ giải thoát. Vì tất cả chúng sanh hữu tình đều có khả năng thành Phật nếu chúng sanh hữu tình đó hiểu con đường đạo và tu trên con đường đạo đó. Như vậy thì qua nghiên cứu chúng ta mới thấy rằng
Giới tuệ của Đức Phật nhìn ở trong tam giới, các cõi sống, các cảnh sống và các loài sống, Đức Phật chỉ thấy có hai cảnh giới và hai loài thôi, là có khả năng hiểu được con đường đạo cao thượng và có khả năng áp dụng tu để thành thánh ở trong chính kiếp đó, chỉ có con người và chư thiên thôi. Có nghĩa là hai cõi, cõi người và cõi trời, và chỉ có con người và chư thiên mới có khả năng ở trong kiếp đó mà hiểu được con đường đạo và thực hành để chứng đắc ở trong kiếp đó. Tức là đang nói về khả năng cao nhất, chứ không phải nói tất cả mọi người. Có hiểu không? Cái khả năng cao nhất của loài người và khả năng cao nhất của chư thiên thì là tu đắc quả từ sơ quả đến tứ quả ở trong chính kiếp đó. Và không có một loài nào có khả năng đó, chỉ có hai loài thôi. Cho nên á, cái chúng sanh mà Đức Phật thọ ký để cho chứng đắc á, thì cũng phải trải qua con người và chư thiên trong sanh tử luân hồi. Cho nên tất cả các loài khác không phải muốn tu thành Phật đâu, mà tất cả các loài khác muốn thành người và chư thiên. Tại vì thành người chư thiên mới có khả năng hiểu được đạo pháp và mới có khả năng tu được với lời giáo pháp của Đức Phật. Còn ngoài đó ra là không có. Cho nên đối với con người á quý vị, là mình hiểu được điều đó, mình tin tưởng vào chính bản thân của con người có khả năng tu giác ngộ. Cho nên đó quý vị hãy tự tin vào chính bản thân mình. Con người hoàn toàn có khả năng đó. Đừng có bao giờ hạ liệt tự ti. Chính cái tâm hạ liệt tự ti này mà Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, gã cùng tử. Hạ liệt cho mình là nghèo khổ, cho mình không có nhà, không có cửa, cho mình là gì đó. Mà trong khi mình có nguyên cục vàng luôn ở trong chéo áo á, mà cũng không biết. Có đó là khả năng thành Phật đó. Khả năng thành Phật của con người, tức là khả năng giác ngộ của con người mình có, nhưng mình không biết. Mình cho mình là người ngu, không có dám làm gì hết trơn á. Tức là mình không có dám học Phật Pháp. Thấy chùa sợ cũng chết luôn, thấy kinh sợ cũng chết luôn, thấy người ta tu sợ cũng chết luôn, thấy ăn chay sợ cũng chết luôn, thấy lại Phật sợ cũng chết luôn, thấy quy tâm bảo sợ cũng chết luôn. Hiểu không? Tức là cái căn cơ hạ liệt. Mình có mà mình vẫn không thấy, đó là nói tới sự vô minh của chúng sanh. Có mà không thấy, không biết. Cho nên cái tính tâm đầu tiên là tin mình á sẽ thành Phật và tin vào Tam Bảo, có nghĩa là Phật Pháp Tăng. Phật là vị đã giác ngộ, Pháp là con đường giác ngộ, Tăng là người đang thực hiện giáo pháp trên con đường giác ngộ đó. Tin có nghĩa là gì? Là mình tin rằng đó là sự thật. Phật có không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lịch sử rõ ràng, sao không có? Kinh điển có không? Sao không có? Phật thuyết mà. Rồi chư tăng tu kinh điển đó để thành thánh có không? Biết bao nhiêu xưa nay các vị A-la-hán, kể cả A-la-hán ni luôn á, biết bao nhiêu là bà Gia Du Đà La cũng đắc A-la-hán, rồi á là bà Liên Hoa Sắc cũng đắc A-la-hán, bà mà Kiều Đàm Di cũng đắc A-la-hán, nhiều lắm, vô số đó là nữ á. Còn nam thì thôi á, là ngày Mục Quyền Liên, ngày Xá Lợi Phất, ngày Ca Chiên Viên, ngày Phú Lâu Na, A Nậu Lâu Đài gì á, là nhiều lắm, không có kể xiết được đâu. Đó, người tin không? Nó là ràng ràng còn tin gì nữa. Cho nên đó quý vị, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và tin giới để làm cho mình được thiện lành, có tin không? Cái người nào có giới sẽ thiện hơn người không có giới. Tại giới đi đến bất sát bất ác, đi đến thanh tịnh tâm. Cho nên người nào có giới á, là dễ thiện lành hơn. Mà quý vị biết á, là thiện lành thì thành thánh. Có phải học kinh thập thiện nghiệp đạo không? Đức Phật nói là tất cả chư Phật chư Bồ Tát đều qua con đường thiện lành, đúng không? Mà giới thì làm cho ta thiện lành, có nghĩa là giới sẽ làm cho người ta đắc quả. Nó đơn giản thôi. Có nghĩa là người nào có giới á, thì dễ dàng thiện lành, mà ở trong cái thiện lành người ta tu mới đắc quả. Không có ai ác mà tu đắc quả chứ, không bao giờ đắc quả trong tâm ác. Chỉ trừ trường hợp sửa tâm ác thành tâm lành thì người đó mới áp dụng pháp tu mới đắc quả thôi. Cho nên á, quả vị không có nở ra,
Cái bông hoa quả vị không có nở ra trên ác tâm, chỉ nở ra trên thiện tâm thôi. Do giới giúp mình thiện tâm, từ bi giúp mình thiện tâm đó. Nên người nào tu hành từ bi, tin đạo giới bổn, tin để chi? Để thực hành. Không tin đâu, người ta đâu có thực hành. Do đó người nào thực hành giới bổn, người nào phát tâm từ bi thì áp dụng pháp nào cũng đắc mà. Có nghĩa là tất cả ba la mật đều nằm ở trên các pháp thiện. Mà muốn thiện á, phải có giới. Giới là bất sát bất ác là thiện, từ bi hỷ xả là thiện. Cho nên á, là người nào có thiện á, thì các cái pháp ba la mật mới thành tựu trên cái tâm thiện đó. Cho nên á, chúng ta có là tin tưởng vào khả năng của chính con người và chư thiên có khả năng giác ngộ trong kiếp này. Nó là khả năng cao nhất, chứ không có nghĩa là nói ai cũng giác ngộ trong kiếp này là không đúng. Mà nói là cái khả năng của con người có khả năng giác ngộ trong kiếp này và được minh chứng, đó là Đức Phật. Đã được minh chứng là các vị A-la-hán là con người mà làm được điều đó. Thì chúng ta tin tưởng vào khả năng của chính mình. Cho nên do tin tưởng khả năng chính mình nên ta nỗ lực, ta cố gắng. Cái thứ hai nữa là niệm tâm. Niệm tâm nghĩa là gì? Niệm có nghĩa là nghĩ, là tưởng, là nhớ tới, là hướng về á. Người ta niệm á là nghĩ, là tưởng, là nhớ, là hướng về. Cái đó là niệm tâm, tức là lấy cái tâm luôn luôn lúc nào cũng tâm niệm với sáu pháp: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới. Có nghĩa là cái tâm của mình á, tâm niệm sáu cái điều đó. Tâm mình á đang luôn nghĩ tưởng tới Phật, luôn nghĩ tưởng tới Pháp, luôn nghĩ tưởng tới Tăng, luôn nghĩ tưởng tới Bố Thí, luôn nghĩ tưởng với chư thiên, và luôn nghĩ tưởng tới cái giới bổn. Giới ấy, giới luật á, là giới bổn, là căn bản của giới á. Nếu mà chúng ta luôn luôn lúc nào cũng tâm niệm nghĩ đến sáu cái điều này nè, thì lòng tin chúng ta tăng trưởng dữ lắm. Người nào không nghĩ đến sáu điều này, cái lòng tin mình hạn chế. Mà lòng tin mình hạn chế thì làm sao sanh trưởng các công đức được? Kinh A Hàm nói lòng tin là mẹ sanh ra các công đức mà. Cho nên người nào thường hay niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới. Niệm Phật là nghĩ tưởng tới Phật, niệm Pháp là nghĩ tưởng tới lời Đức Phật dạy, niệm Tăng là niệm tới chúng chung tôn, là tới những các cái vị thánh tăng, những vị là chân tăng, những người mà dám từ bỏ gia đình đi trên con đường giác ngộ giải thoát, có người mang lý tưởng cao cả giác ngộ trên cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh. Tăng á, vậy mà hôm ngày cũng có người dám nói á, là đi tu thời gian để kiếm tiền sống chỗ khỏe. Thấy không? Người ta đi tu á, là trên cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh. Cái tâm đó mới vô cửa chùa hộ pháp mới độ. Chứ không cái ông mà tu mới vô đi kiếm tiền về nuôi cha nuôi mẹ rồi sống cho nó khỏe. Nói đó là mấy người đó tậu dữ lắm á. Quý vị, người ta đi tu á, là người ta là muốn giác ngộ giải thoát, muốn giúp đỡ đời. Cái tâm sơ cơ xuất gia là từ đó người ta mới đi tu, ta mới là bỏ gia đình ta đi tu. Con từ bỏ quê nhà, áo vướng bụi đường xa, từ gửi thân cát bụi, rưng rức những chiều tà. Cho nên hồi mà ông thầy bạn của thầy á, ông về với cát bụi. Trời, hồi dịch có nhiều ông thầy bạn thầy về cát bụi lắm, đi từ thiện á, vô dính rồi về với Phật luôn. Nên thầy hay đọc cái bài thơ kiếp sau tôi vẫn là tu sĩ, kiếp sau tôi vẫn là tu sĩ, để trải tình thương đến muôn loài, để giúp chúng sanh rời bể khổ, để tình chan chứa khắp nơi nơi. Nhiều câu lắm mà đọc một hai câu cho vui thôi. Đó, có gì vậy mà đành đoạn á, nói đi tu á là muốn đi vô hốt tiền ta. Tiền đâu hốt? Vô đi hốt. 3 giờ sáng thức dậy, lây quay lây lên cái là giọng chuông rồi.
ba rưỡi giọng chuông, ba sáng phải thức đánh răng rồi lên ra giọng chuông buồn ngủ gần chết luôn. Nguyện thử chung tinh siêu pháp giới, thiệt diệu ám tất dài văn bồ. Rồi gục gục cắm đầu vô cái chuông luôn á. Quý vị ở đó mà vô mà kiếm tiền. Ta rời bỏ gia đình ta là theo pháp và lực của Phật, cho nên đó, cái tâm rất là trong sáng khi người ta sơ cơ xuất gia đó quý vị. Cho nên đó quý vị đừng có nghĩ vậy. Chúng của nhà Phật dĩ nhiên ở trong cuộc đời cũng không phải ai tốt hết, cũng có này có kia chứ không phải là không có. Nhưng mà cái người muốn đi vào trong con đường nhà Phật để chư thiên gia hộ, pháp gia hộ, chư Phật gia hộ là phải trên cầu Phật đạo hạ quá chúng sanh kìa. Người ta mới độ chứ ở đâu độ ông mà tự nhiên là muốn đi vô để hút của người ta. Của đâu hút, vô đó là hút. Thằng toàn là trao với tương, hút trao với hút tương, với của đâu hút ở đó. Quý vị, chứ hơn nữa người ta phát tâm đi tu là người ta cũng học giáo pháp, ta biết nhân quả nghiệp báo. Chứ người ta đâu có vô mà là người ta nghĩ tới phải hốt của người ta đâu. Hốt của người ta nợ người ta trả cho chết hả? Quý vị chứ đừng có nói hốt của người ta trả cho chết hả? Rồi mình ăn hàng ngày ăn của bá gia bá tánh này còn không dám nghĩ tụng kinh, cũng phải nghĩ tụng để hồi hướng lại cho người ta. Quý vị chứ đừng có nói giỡn mà muốn hốt mà hốt. Quý vị người ta cúng cũng không có dám xài nữa. Cũng đi cúng lại rồi đi cho lại đi tặng lại, cũng có xài ít thôi đủ cái kem răng mình chải thôi, chứ có làm gì, có dư dư á thì cũng cho rồi khi nào có dư thôi, chứ đâu ra mà đóng rồi tiền này nọ nó bậy bạ. Không có ông chùa đâu biết, vô đó đi rồi mới thấy nó ăn chay cho nó rác ruột, cạo tóc cho rách da, rồi lúc đó là khóc cha khóc mẹ chạy về không kịp đó. Chứ đừng có nói. Nhưng mà người nào có lý tưởng ta chịu được, người nào không có lý tưởng chịu không có được, đi không hết đoạn đường đâu. Quý vị nói là tôi có thằng học trò ra trường làm giáo viên rồi kêu đi dạy không chịu đi, nó nói là con đi tu. Hỏi đi tu làm gì? Là đi tu vài năm chịu cực lúc đầu để mấy năm sau có tiền về phụng dưỡng cha mẹ cả đời, rồi mình sống tiền đó cả đời đó. Trời ơi, đi tu đâu mấy năm mà tiền đâu, ăn cướp người ta chưa chắc có tiền vậy nữa, đâu đi tu vô chùa ở đâu tiền vậy. Thôi bởi vì chỉ có người ở trong Phật giáo mình, chỉ có Phật tử, chỉ có quý thầy mới hiểu được cái hoàn cảnh của mấy thầy đi tu thôi. Dĩ nhiên cũng không phải là ai tốt hết đâu, cũng có này có kia. Mà có này kia Đức Phật mới chế giới lực chứ ngon lành hết Đức Phật chế giới lực làm gì. Quý hiểu không? Cũng có này có kia con người mà làm sao không có này có kia được. Nhằm khi ma xuôi quỷ khiến này nọ cũng có. Rồi đầu ta mới nhìn lại, ta xem lại, ta xét lại mới có pháp sám hối đó. Chứ không có này kia sám hối làm gì? Có làm tầm bậy mới sám hối chứ không có bậy ai sám sám làm gì. Cho nên nếu Đức Phật chế ra pháp sám hối, chế ra giới lực để ngăn ngừa những cái mà tùm lum tùm la. Quý hiểu không? Để quay về với thiện lành, phải từ từ nắng về. Chứ đâu phải ai cái làm cái đùng cái thành thánh, đâu phải ai nghe một câu kinh như là lục tổ huệ năng cái thành tổ. Nó chỉ có một mình ngài, không có ai người thứ hai. Bởi vì còn tất cả đều phải học, phải tu quý vị. Trời ơi, dạng dày sương gió ăn bờ ngủ bụi đâu, chứ đâu phải nói là dễ dàng gì quý vị. Cho nên đó, chúng ta luôn luôn lúc nào tâm niệm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng với lòng tôn kính. Niệm giới như là một cái phương tiện để chúng ta đem đến tâm thiện lành, đi đến bất sát bất ác để sanh trưởng bồ đề ở trong tâm giới đó. Niệm thí, niệm thiên. Niệm thí là gì? Luôn lúc nào cũng nhớ tưởng đến san sẻ yêu thương, luôn lúc nào cũng nhớ tới san sẻ yêu thương. Có ít cho ít, có nhiều cho nhiều. Quý vị, nhiều người còn cần tới mình, nhiều người còn khổ lắm. Cho nên á, mình còn cho tiền, cho bạc, cho này cho nọ, cho lời nói, cho công sức, nói chung là giúp đỡ đời đó. Mình gánh trên đôi vai mình hai cái quan gánh. Cho nên là niệm thí á, là mình gánh trên vai của mình hai cái quan gánh để gánh cuộc đời. Bồ Tát mà, nên phải để hai mình hai cái quan gánh là để gánh cuộc đời. Luôn luôn lúc nào cũng nghĩ cho người khác hết là Bồ Tát đó.
Thì đây gọi là niệm thí. Niệm thí là phải nghĩ tới người khác. Nghĩ tới người khác là đời sống vị tha, là một đời sống tốt đẹp và cao cả. Đó là tâm hồn cao thượng. Một người có tâm hồn cao thượng là người đó biết sống vị tha. Vị tha tức là vì người khác mà sống. Chừng nào mà chúng ta có lòng vị kỷ ích kỷ á quý vị, chúng ta thấy mình tầm thường lắm. Chừng nào mình có lòng vị tha đi, mình mới thoát ra cái sự tầm thường và bình thường đó, trở nên phi thường. Nên chỉ khi và chỉ khi có người nào có lòng vị tha mới phi thường thôi. Cho nên đó, niệm thí là niệm tới sự vị tha vì người. Ví dụ như chúng ta đi học nè, đi vào toilet, mình nghĩ tới người khác là khi chúng ta vào đó ta phải dội nước rồi sạch sẽ hết ta mới bước qua. Ra là ta nghĩ tới người khác. Lên ăn cũng vậy, nên mình coi là còn đủ cho người sau ăn không. Nếu không đủ mình ăn nữa, mình chừa người ta ăn nữa, mình ăn trước á. Đó là vì người đó. Để xe cũng vậy nữa, để lung tung beng hết vậy người sau để đâu để. Không, mình vì người khác, để cho người khác có chỗ để, mình sắp ngay ngắn để chi, để người khác dễ vô và có trống chỗ cho người ta để người sau. Đó là niệm thí đó. Chứ không phải niệm thí là nhớ thí, đây là không phải. Cái niệm thí là nhớ đến chia sẻ yêu thương và quan tâm chúng sanh trong lòng vị tha. Đó là niệm thí. Niệm thiên là gì? Niệm thiên là niệm thiện lành á. Chư thiên á là thiện lành. Cho nên á, chư thiên thiện lành. Nhớ vậy thôi, chư thiên là thiện. Nhớ vậy thôi. Thiện có tâm thiện, tướng thiện, lời nói thiện, ý nghĩ thiện. Mà thiện là gì? Thiện là không có ác. Mà ác là gì? Ác là không có thiện. Ê sao hồi cái mình hết biết điền luôn hả? Thực ra ở trong kinh Đức Phật nói thiện có nghĩa là không liên quan đến tham sân si. Ác là liên quan đến tham sân si. Tham là thỏa mãn dục, thỏa mãn cảm thọ lạc. Mình muốn có cái đối tượng để làm thỏa mãn gọi là tham. Sân là bất như ý, muốn đẩy cái đối tượng bất như ý ra khỏi xa mình, càng xa càng tốt. Si là tâm tối, tức là cái tâm nó bị tối á, do có những phiền não của tham sân ở trong trọng. Cho nên chúng ta khó nhận biết được tất cả các cái sự thật của cuộc đời. Đó là si mê. Cho nên người ta nói si mê là không biết được Phật Pháp. Thì cái đó cũng là nói một góc độ. Chứ thực ra là si mê là cái tâm tối, không nhận diện được tất cả các Pháp do cái bóng tối đó đó. Nên người ta không học Phật Pháp, nó bị cái bóng tối đó, nên người ta nói là si mê là không học Phật Pháp. Thì cũng đúng, ở một góc độ chứ không phải ở toàn diện. Có hiểu không? Đức Phật Ngài tới thế gian này, Ngài đâu có học ai đâu, mà Ngài sáng chân đó là tại vì Ngài có độ ba la mật từ trong kiếp trước. Cho nên cũng đâu có học Phật Pháp đâu. Có hiểu không? Cho nên đó, nói là si mê là không học Phật Pháp thì nói với chúng sanh bình thường. Chứ thật ra si mê là một cái loại tâm mà nó làm tối cái tâm mình, cho nên không nhìn ra được các pháp đang hiện diện. Đó là si mê. Còn cái gì nó có mà mình không biết là vô minh. Còn tối tâm nên không nhìn thấy được tất cả các cái thì đó là si mê. Hai cái nó khác nhau nha. Cái điều thứ ba á quý vị là tinh tấn tâm. Tinh tấn tâm là gì? Tinh tấn nghĩa làm siêng. Siêng nghĩa là tinh tấn. Làm biến nghĩa là giải đãi. Nên trong nhà Phật là chữ tinh tấn là một chữ Hán. Tinh là tinh chuyên, tấn là tấn tới. Như vậy là tinh chuyên và tấn tới là đang nói tới thời gian và không gian. Thời gian, tinh chuyên là chiếm thời gian nhiều, đúng không? Tinh chuyên tính thời gian nhiều. Còn tấn tới là nói tới sức mạnh trong thời gian mà chúng ta chiếm đó. Có nghĩa là đang nói tới sự nỗ lực và thời gian. Một người tinh tấn là dùng hai thứ. Một thứ làm hết sức mình và làm hết thời gian có. Chứ không phải là làm hết thời gian có, làm tà tà, không thì không gọi là tinh tấn được. Và mình làm rất là nỗ lực mà làm cái rồi bỏ luôn thì không thể gọi là tinh tấn được. Phải nói là thời gian và sự nỗ lực. Vì thời gian sự nỗ lực để làm cái gì? Thời gian càng nhiều, nỗ lực càng lớn để làm hai cái điều. Để đoạn ác, để dương thiện.
để phát huy điều thiện và đoạn các điều ác. Dùng thời gian sự nỗ lực để làm hai cái điều đó, cho nên gọi là tinh tấn. Dùng thời gian nghĩa là gì? Mình làm hoài mài miệt là thời gian, còn nỗ lực là làm hết mình. Cho nên người tu hết mình là ta nỗ lực hết mình. Cái người nỗ lực ta mới biết, chứ mình nóng người ta không biết. Vậy tu nỗ lực là tu làm sao? Là ông làm gì ông phải để tâm trong đó, ông hết ga ông làm, ông hết sức ông làm, thì đó gọi là nỗ lực. Còn thời gian là gì? 24 tiếng hồ tu hết 24 tiếng là người siêng nhất. Tu 23 tiếng siêng gì? 22, 2 mấy, rồi từ tới còn tu 5 phút, 1 phút, 2 phút. Ví dụ như vậy đó. Thì tùy vào trong ngày 24 tiếng ông tu bao lâu. Nếu ông tu càng nhiều chừng nào thì ông siêng chừng đó, đúng không? Thời gian á. Nhưng mà ông tu nhiều thời gian, ông nỗ lực, nỗ lực là sự chú tâm vào trong đó đó. Hai đó mới gọi là tinh tấn. Là tinh tấn đoạn các điều ác, thì tinh tấn làm các điều lành. Cho nên đó gọi là tứ chánh cần ở trong 37 phẩm trợ đạo. Cần đoạn các pháp ác đã phát sanh, cần ngăn chặn pháp ác chưa phát sanh, cần phát huy cái pháp thiện đã phát sanh, cần nỗ lực tạo điều kiện cho pháp thiện chưa phát sanh được phát sanh. Đó là nỗ lực đó. Và chiếm thời gian suốt suốt suốt. Cho nên á, quý vị thấy một người tu tinh chuyên, thấy họ không làm gì hết á, nhưng mà họ đang tinh tấn. Không làm cái gì là không làm cái tay, không làm cái gì thôi, chứ cái tâm họ đang làm. Nghĩa là họ gì? Họ thiền quán, họ thiền định, họ chánh niệm tỉnh giác. Hoặc là họ thủ hộ căn. Nghĩa là họ đang tu, mình đâu thấy họ tu đâu. Ê, chơi nè, họ đang tu á. Tại vì họ đang làm việc ở trong tâm. Còn mình chỉ thấy người ta làm việc ở trên tướng, mình mới cho người đó là siêng. Còn chúng ta không thấy người ta làm việc trong tâm. Chứ người ta đang làm việc trong tâm, đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, biết ngồi là thiền quán. Hoặc là người ta chánh niệm tỉnh giác, hoặc là ta đang niệm Phật ở trong tâm á, gì trong tâm ta suốt ngày. Mình có biết đâu. Mình nói ông này ơi, làm biến tối ngày không làm gì hết trơn. Người ta không làm cái gì bằng tay, chứ người ta đang làm bằng tâm. Ông có hiểu điều đó không? Chứ đừng bao giờ kết luận một điều coi chừng tội lỗi à. Thấy ông hòa thượng tối ngày không làm chứ. Ví dụ như đó. Mình tính là không tu đâu. Trong cái người ta đang chánh niệm tỉnh giác đấy. Hoặc ta đang định tâm, hoặc ta đang thiền tâm, hoặc là ta đang xả tâm, hoặc ta an trú trong một tâm nào đó. Hiểu không? Mình đâu có hiểu nổi. Cho nên á, cái người phàm phu đừng bao giờ cố hiểu bậc thánh. Người ngu đừng có bao giờ cố hiểu bậc trí, không hiểu được đâu. Chỉ phát biểu vậy thôi. Mình hiểu không? Phàm phu đừng có bao giờ cố hiểu tâm của bậc thánh. Hiểu không được đâu. Và người ngu đừng bao giờ cố hiểu một người trí. Không được đâu. Cho nên đó quý vị á, là thấy mình ngu ngu thì đừng có bao giờ bàn bạc gì cái chuyện của Đức Phật hay là chuyện của chư thánh, chư gì các vị đó. Rồi mình nói à, Đức Phật nghĩ thế này, Đức Phật nghĩ thế kia. Ông có biết Đức Phật nghĩ gì không? Ông nói. Hiểu không? Là Đức Phật đang suy nghĩ như vậy. Làm gì biết được Đức Phật đang suy nghĩ như vậy? Có hiểu không? Mình hay suy nghĩ như vậy, cái nói Đức Phật hay suy nghĩ như vậy. Ai nhà đâu, Đức Phật á, là Ngài đã đang đại định. Ông có miếng nghĩ nào hết trơn á. Không có thọ tưởng hành thức gì, đang diệt thọ tưởng định. Ví dụ như vậy đó, mình thua liền. Mình thấy tính đau trời đang ngồi để tính suy nghĩ dữ lắm. Cho nên á, có mấy ông liều mạng ở trên mạng á. Thầy cũng mới đọc trên TikTok nè. Ông liều mạng nói là Đức Phật á là một người suy nghĩ tư duy tìm ra cái đó thôi, chứ Đức Phật không có khả năng gì chứ á. Hiểu không? Cũng bệnh, cũng hoạn, cũng gì đó, chỉ có cái là hơn con người, cái là sáng suốt, thấy vậy thôi. Đức Phật suy nghĩ, biết con người vậy đó. Rồi bắt đầu mình làm ngược lại một cái là nó hết vậy đó. Ví dụ như Đức Phật suy nghĩ thấy người khổ là do cãi lộn, cái Đức Phật nói là đừng cãi lộn nên hết khổ. Với vậy đó, trời cũng nhìn Đức Phật cái kiểu như vậy đó. Liều mạng không? Vậy mà trời ơi, viết lên bài dài mà viết gọi là viết kiểu liều mạng lắm. Dùng cái những cái ngôn ngữ mà gọi là thô thiển á, nói về Đức Phật rất thô. Đức Phật có ăn không? Đức Phật có ấy được không? Ví dụ như vậy đó. Quý vị hiểu không? Tức là dùng những cái ngôn ngữ bất kính đối với là một vị chánh đẳng giác. Tội chết đấy con. Chứ đừng có nói mình học cao,
hiểu rộng. Đó là ông lấy tính cái tâm phàm, ông suy luận trên logic của thế gian. Tối đa là trí tuệ nhân tạo thôi, cho ông chạy đường nào ra khỏi đó, hiểu không? Đó thuộc về thế gian pháp, đó thuộc về tục đế. Ông làm sao ông hiểu được chân đế mà ông nói, mà nói phân tích kinh Phật đồ ghê lắm. Người nào nghe mà yếu ông vía tính đâu thiệt, nhưng mà ông ngờ là họ phân tích bằng tư duy của thế gian. Cho nên lý luận logic của trí tuệ nhân tạo, mình thấy tại vì mình cũng là con người mà, cho nên logic của con người thì mình thấy nó hợp lý. Nhưng mà nếu mà chúng ta đưa tầm lên cái mình rời khỏi cái tục đế, mình đưa lên tầm của chân đế tới hiện thực của pháp thì mình thấy là nó không đúng. Nên là tinh tấn là lấy thời gian ngày đêm để tu tập và nỗ lực trên cái thời gian đó. Còn hỏi thầy nỗ lực như thế nào là thầy nói là cố gắng đi, gọi là nỗ lực đi. Chứ người nào tu nỗ lực mới biết. Ví dụ nè, mình đang ngồi thiền hoặc đang niệm Phật, mình gắng cố gắng nỗ lực, gắng gướng gướng gướng, gọi là nỗ lực là gì đó. Thầy không tả được nó nỗ lực như thế nào, nhưng mà thời gian thì mình biết rồi là siêng chiếm thời gian nhiều. Ví dụ ta ngồi thiền 1 tiếng mình ngồi 2 tiếng, ta ngồi niệm Phật 3 tiếng mình ngồi niệm Phật 6 tiếng. Đó là thời gian. Còn nỗ lực á là ráng tập trung, ráng trung không cho nó nhảy ra. Là nỗ lực là gì đó. Gướng nó tới. Gắng gướng đó. Đó là nỗ lực á. Cái điều thứ tư á quý vị là định tâm. Định tâm á là thường xuyên cho tâm về một chỗ. Mà cho tâm về một chỗ á thì có nhiều pháp lắm. Ở trong đó có thiền định Samatha. Cho tâm về một chỗ trong 40 cái đề mục thiền định, cho tâm về một chỗ. Ví dụ như thường thường tối mình ngồi thiền nè, mình hít ra thở vào, cho tâm về một chỗ giữa giao điểm, giữa cái trên môi dưới mũi chỗ này nè. Trong cái bài kinh Anamanasati á, tức là bài kinh nhập tức xích tức niệm á, Đức Phật dạy là một vị tỳ kheo sau ăn cơm xong, sau khi đi kinh hành xong, tìm một gốc cây, tìm một bãi tha ma, tìm một ngôi nhà trống, tìm một đống rơm, ngồi xuống chéo chân kiết và lưng thẳng, đặt niệm trước mặt. Đặt niệm trước mặt có nghĩa là chúng ta gom tâm về chính cái chỗ này. Đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm là luôn luôn lúc nào cũng đưa tâm về đó. Tỉnh giác là cái gì xảy ra cũng biết hết. Hít vào thở ra, hít vào rồi biết, hít vào thở ra rồi biết thở ra. Hít vào dài rồi biết, hít vào dài thở ra dài rồi biết thở ra dài. Hít vào ngắn rồi biết, hít vào ngắn thở ra ngắn rồi biết thở ra ngắn. Dài lắm, tức là trong cái bài kinh đó đó. Cho nên chúng ta tập đưa tâm về một chỗ, về một điểm, gọi là tập định tâm. Ở trong đó có 40 đề mục thiền định. Hoặc là nếu chúng ta niệm Phật để định tâm, gọi là niệm Phật Ba La Mật á, thì là mình niệm Phật chánh định á, tức là niệm Phật Tam Ma Địa, là niệm Phật chánh định á. Có nhiều cái phương pháp, mà trong đó có phương pháp dùng căn tai, tức là dùng lỗ tai để niệm. Ví dụ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái miệng niệm á thì cái tai mình, lỗ tai mình á phải nghe từng tiếng, không bỏ sót một tiếng nào hết thì nó sẽ định tâm. Còn bỏ sót một tiếng là ngay chân chỗ có tiếng bỏ sót không định. Ví dụ Nam là phải nghe Nam, Mô là phải nghe Mô, A phải nghe A, Di phải nghe Di, Đà phải nghe Đà, Phật phải nghe Đà Phật. Mình niệm nhanh mà mình nghe được hết. Bây giờ niệm chậm trước, Nam Mô A Di Đà Phật thì nghe hết không? Cái hồi mình Nam Mô Di Đà Phật, 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 Nam Mô Di Đà Phật. Nghe từng rõ từng tiếng một là mình phải đu theo. Cái lỗ tai phải đu theo nếu mình định, mình cột tâm mình vô tiếng niệm. Đó mình tập thử coi. Chừng nào mà mình vuột hết trơn là mình không có định gì trơn á. Vuột hết trơn là gì? Đang niệm mà nghĩ tới đâu, vuột hết trơn đâu có nghe được tiếng nào đâu. Nên có nhiều người á nói là con niệm Phật sao con không tập trung. Có nghĩa là mình vuột rồi, mình bị vuột cái câu niệm Phật đó rồi. Mình niệm mà mình đâu nghe được tiếng nào đâu. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Nhớ cái chìa khóa để trên tủ đó. Không biết là con dâu nó có vô, nó mở, nó lấy cây vàng hôn nữa, không biết nữa đâu đó. Mình nhớ cái chìa khóa đó, cái tâm tưởng mình đó đang ở đó mà ở đây mình niệm Phật. Cho nên mình đâu có nghe được câu nào đâu. Đâu thử coi. Tại vì con người ta trong một sát na không thể biết hai đối tượng. Ví dụ người ta đưa tâm ở trên ý căn, mình dùng tưởng mình đưa nó về ở cái nơi sau chìa khóa, thì ở đây chúng ta niệm thì không có cái gì
để nhận rõ biết được cái chúng ta đang niệm. Tại vì trong sát na đó chúng ta đã nhận biết ở cao, ngay, à, sau chìa khóa ở trong tưởng này. Ý căn nó bắt tưởng này. Ví dụ tưởng là cái hình ảnh sau chìa khóa để quên nhà đó nó đang hiện lên, thì ý căn nó bắt cái đó rồi, nó thì nó đâu còn bắt cái lời niệm mình nữa được. Cho nên mình không có chú ý trong đó. Trong pháp tu mình không có chú ý trong đó, tức là chúng ta không có để tâm ở trong đó, và chúng ta không có định tâm ở trong đó, tức là không có cột tâm về một chỗ. Nên cái định mà niệm Phật, định trì chú có thể gom tâm về chỗ nhưng không gom sâu được. Chỉ có đề mục của thiền Samatha thì mới có thể định sâu được thôi. Nếu chúng ta định sâu á thì mình sẽ vào được sơ thiền. Còn định cạn không vào được sơ thiền. Định cạn chỉ gom tâm về một chỗ, không đủ để sanh ra năm cái tâm sở: tầm tứ hỷ lạc định. Cho nên đó là sát na định, cận định và nhập định. Thì cái định sâu nó phải có qua, trải qua ba cái đó. Còn dù ta niệm Phật hoặc ta trì chú không thì đôi lúc chưa đủ để mà chúng ta có thể đi vào sát na định, nhập định. Cho nên ta dùng cái đề mục. Đề mục chế định 40 cái đề mục, ví dụ 10 đề mục tùy niệm, 10 đề mục ca si ná, 10 cái đề mục hoàn tịnh, rồi 4 đề mục hỗ trợ. Ví dụ như vậy đó, là nó có nhiều cái đề mục khác nhau. Ví dụ đề mục ca si ná thì là lấy mắt của mình quán xanh vàng đỏ trắng, đất nước gió lửa hư không ánh sáng. Đề mục tùy niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm giới, niệm sắc chết, niệm niết bàn. Đề mục hoàn tịnh là niệm về cái sự rã tan rã của thân này, vân vân vân. Còn đề mục bổ trợ niệm về từ bi hỷ xả. Nói đơn giản thôi, chừng nào chúng ta học về cái đó thì mình sẽ biết thêm. Cái đó là cái điều định tâm, là nên buộc tâm về một chỗ. Mà người nào buộc tâm về một chỗ giống hệt như là chúng ta vót cái cây nhọn vậy đó, nó sẽ đâm thủng được các cái vật nhờ cây nhọn. Vậy thì mà niệm để mà đâm thủng phiền não là phải định tâm. Cho nên định tâm dễ dàng sanh ra các pháp ba la mật. Pháp ba la mật là pháp gì? Ba la mật là chặt đứt, đoạn lìa, xuyên thủng phiền não. Mà muốn xuyên thủng phải gom tâm về chỗ. Cho nên Hòa Thượng Thiện Hoa ngài viết quyển 2 của Phật Học Phổ Thông á, ngài nói là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Có nghĩa là gom tâm về một chỗ thì cái gì làm cũng được. Đó là định đó. Cho nên đó quý vị học định tâm. Nếu ai có thiền được thì chúng ta hãy học thiền Samatha, thiền định. Tập thiền Samatha. Còn ai niệm Phật á, thì tập niệm Phật Tam Ma Địa cho đến niệm Phật Ba La Mật. Niệm Phật Tam Ma Địa có niệm Phật vào chánh định. Niệm Phật Ba La Mật là niệm Phật chặt đứt, đoạn lìa, xuyên thủng phiền não. Đó là niệm Phật Tam Ma Địa và niệm Phật là chánh định. Niệm Phật Ba La Mật. Cho nên người nào trì chú thì dùng cái câu thần chú đó như câu niệm Phật. Trừ trường hợp tu mật tông thì phải làm lễ quán đảnh ở dân dân. Cái điều thứ năm á quý vị, huệ tâm. Huệ tâm á là lưu tâm luôn luôn lúc nào cũng sáng suốt. Mà muốn tâm được sáng suốt á quý vị thì nó có nhiều thứ lắm. Muốn mình tâm được sáng suốt á là chúng ta lúc nào cũng phải chánh niệm tỉnh giác. Cái người nào muốn phát huy trí tuệ của tâm á là người đó phải chánh niệm tỉnh giác, là luôn luôn lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là luôn luôn lúc nào cũng quan sát mình, là chánh niệm. Quan sát ngoài mình là thất niệm. Cái chữ thất này không phải là số 7, mà chữ thất này là phủ định. Thất niệm có nghĩa là ngược lại với chánh niệm, là phủ định của chánh niệm. Chánh niệm là niệm chính mình, niệm tức là quán, niệm trong thiền là quán, niệm trong tịnh là nghĩ tưởng. Ví dụ chúng ta nói niệm Phật là tịnh độ,
Cho nên á, niệm Phật là tu theo pháp tịnh độ. Thì theo pháp tịnh độ á, thì niệm là nghĩ tưởng đến. Trong pháp thiền á, niệm là quán tưởng đến. Nghĩ tưởng đến với quán tưởng đến nó khác nhau. Chúng ta là nghĩ tưởng đến, là tâm của mình đưa đến đối tượng đó. Còn quán là chúng ta dùng tâm để quan sát nó xảy ra như thế nào. Là chúng ta đang quán xét, quán xét về tất cả những gì xảy ra trên mình. Mà Đức Phật nói là đó phải có bốn cái nơi, đó là tứ niệm xứ. À, đó là quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Tức là những cái trên thân giờ của mình nó đang diễn ra. Quán thân trên thân, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Quán thân trên thân là những cái gì trên thân nó diễn ra là mình phải thấy hết. Nó sanh ra, nó diệt đi, nó nhúc nhích, nó biến đổi, mình thấy hết. Đó là quán thân trên thân. Quán thọ là cái trải nghiệm trên đối tượng khi chúng ta căn tiếp xúc với trần. Ví dụ như hồi nãy mình chưa nhìn thì chưa có thích đâu, mà nhìn mới thích. Vậy thì tâm thích tâm sướng đó là thọ lạc. Khi nhìn, trải nghiệm khi nhìn có nghĩa là mắt của mình nhìn cái đó, tập trung vào đó và kéo dài cái thời gian khi nhìn ra, thì lập tức là Vedana nó đã hoạt động, tức là cảm thọ sẽ hoạt động. Nhìn mà trái tay gai con mắt, cảm thọ khổ. Nhìn mà là sướng mắt, cảm thọ lạc. Nhìn bình thường, cảm thọ không khổ không lạc. Cho nên đó quý vị thấy là huệ tâm là mình phải chánh niệm tỉnh giác. Cái thứ hai nó thường xuyên tu tập thiền quán chuyên sâu. Đó là niệm xứ và đại niệm xứ. Quý vị tu tập thiền quán chuyên sâu là mình học hai cái bài kinh. Quý vị search mạng internet bài kinh niệm xứ trong kinh Trung Bộ Majjhima Nikaya và đại niệm xứ trong kinh Trường Bộ. Mình về mình sợt hai bài kinh đó mình in ra đi. Là chúng ta thường xuyên tu thiền quán đó thì người đó sẽ mở khai được trí tuệ. Nếu người mà tu tập ở đó xuyên suốt, dùng thời gian và nỗ lực, thì người đó tối đa 7 năm sẽ đắc quả A-la-hán trong kiếp này, nếu người đó độc cư thiền định. Độc cư thiền định á, tu nhanh lắm. Mà chung cư rồi thiền bệnh á, là tối ngày nhiều chuyện á, tu hoài tu không đắc. Độc cư nghĩa là gì? Là mình tách khỏi mọi cái nguyên nhân gây cho mình đau khổ, mà tu mình đối diện với mình, còn chỉ ta với ta thôi. Chỉ ta với ta thôi, mình sống một lần ta với ta đi. Còn bây giờ mình sống ta với người. Người cười ca, ta khóc. Ta cười, người khóc. Nhớ là hai người sống với nhau á, là chỉ có hai công thức thôi. Người cười, ta khóc. Ta cười, người khóc. Ghi công thức đó vô đi. Mình ở nhà hai người á, hiểu không? Là mình cười, người ta khóc. Người ta cười, mình khóc. Là ở hai người á, choảng nhau. Người chiến thắng hả hê, còn người thua thì đau khổ. Mà người có lúc thắng lúc thua à, cho nên á, hai người ở nhau chỉ có hai tiếng thôi. Một là tiếng cười, hai là tiếng khóc thôi. Mà nó trao đổi luân phiên với nhau à, quý vị. Và cuối đời á, không có cười, hai người cùng khóc. Cuối đời là lúc nhắm mắt ra đi, ai cũng khóc hết trơn. Lúc sống có người cười, người khóc. Nhưng mà khi chúng ta còn ta với mình với ta, ta với mình ti hai mà một, ta với mình ti một là hai à, tức là mình với ta, với của chính mình đó. Nếu mà mình ngồi mình đối diện với chính mình, đối diện với tâm mình, đối diện cảm thọ mình, đối diện với là thân của mình, đối diện với các pháp tu ở trên thân và tâm của mình à, thì lúc đó chỉ có hoan hỷ thôi, chỉ có vui thôi, chưa bao giờ có cái tiếng khóc ở đó. Đâu quý vị làm thử độc cư đó. Độc cư mà đối diện mình với mình, nhìn thấy mình, dùng pháp tu ở trên mình, không bao giờ có tiếng khóc nữa đó, chỉ có tiếng cười thôi. Tại vì lúc đó người ta rất là an lạc, rất là thoải mái. Cho nên một người nào đó nhập thất một thời gian, quý vị muốn ở thất chết luôn, không muốn ra. Quý vị tin không? Thầy có cái tâm niệm đó rồi đó. Nhập cũng mấy lần này. Nhập vô đó rồi hết muốn ra luôn.
Nhưng mà đời kêu quá phải ra. Bởi sanh chúng đói cơn dạ ngọc, phí xác phàm ta cũng không nài. Băng rừng dẹt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Ai biểu nguyện cho nó giữ lên rồi giờ mới dính. Bởi vì á, là nguyện cũng nguyện vừa vừa thôi, đừng có nguyện quá nguyện. Nguyện quá nguyện, nên này nguyện cũng có nguyện đó, là đi tu có nguyện có nguyện à. À, thầy nguyện có nguyện một à, đời đời kiếp kiếp tu hành, đời đời tới độ quần sanh, dầu bất kỳ nơi nào à, mà Phật bổ xứ á, tức là Phật sai mình đến á, thì dầu cho bất kỳ cảnh giới nào mình cũng đến nơi đó để đem giáo pháp của nhà Phật đem đến chúng sanh nơi đó, dầu đó là cảnh giới nào ở trong tam giới. Nguyện có nguyện một. Cho nên đó quý vị, nhầm khi á, mình à, ở lâu cũng không được, ở lâu với ngoài kêu ngoại ghéo à, trừ trường hợp á, là gọi là ẩn luôn, ở ẩn luôn. Chứ ngày xưa có mấy lần à, nhưng mà nuôi chí cái gì cũng vậy, vì mình nuôi ghét nó trở thành sự thật à, mình nuôi ghét vậy đó. Làm chứ thầy cũng muốn bỏ trơn rồi đi vô rừng núi mình vậy này. Cái tâm đó nó lãng giảng hoài vậy đó. Không có này thầy muốn đánh nó ra cũng không được nữa. Làm gì làm hồi, ai làm gì mình nản cái hồi muốn bỏ hết đi vô rừng núi tu mình. Không giận hờn ai thiệt, không giận hờn ai chứ. Mà muốn bỏ hết đi vô mình á, vàng bạc của báo chân châu nữa. Lúc đó mình nhìn mới thấy vua Trần Nhân Tông, mới thấy là Thái tử Siddhartha ta nhìn các ngài bỏ cái một. Lúc đó mình cũng có tâm đó, hiểu chưa? Nhưng mà bây giờ tiếp xúc với chúng sanh cái nó mất tiêu tầm đó. Ham, trời ơi, thấy là ố ô dè dè rồi, bắt đầu ham rồi lên. Còn lúc mình tách ra khỏi cái thế giới đó quý vị, mình thấy là không danh, không lợi, không bạc, không tiền gì hết à, dân dân mình tách ra, trong lòng mình nó tách ra, chứ không phải là lúc đó mình không có. Lúc đó mình vẫn có, cục vàng nó vẫn có, cái đồng hồ nó vẫn có, ví dụ á. Nhưng mà tâm mình đã tách ra nó rồi, gọi là yểm ly hoặc là viễn ly. Trong nhà Phật ấy, gọi là viễn ly. Tâm mình viễn ly rồi, ngồi trước nó là của mình. Nhưng mà mình đã xa, biển bên, em bên, nó xa rồi. Không có cái gì dính mắc nữa. Trên cái đó là gì? Cái cọng dây kiết sử nó tạm thời nó bị cắt rồi đó. Gọi là cắt ái kiết sử. Đó, có gì không? Cục vàng trước mắt của mình, cái nhà trước mắt mà cũng không thấy. Nếu lỡ mà có ai vô tranh giành, thôi cho mày luôn. Hiểu không? Tới cái tâm cỡ đó đó. Dĩ nhiên mình vẫn còn sở hữu này, vẫn còn sở hữu kia, nhưng mà sự dính mắc á của nó hình như nó đứt đoạn. Do đó chúng ta vô trong thất tu, tu mình nó sẽ thấy được cái sự đứt đoạn đó. Một ngày nào đó người nào vô đó rồi họ mới thấy, chứ nói họ không có hình dung được. Cho nên ở trong nhà Phật nói là ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, là chỗ đó đó. Uống nước nóng lạnh tự biết, là chỗ đó nó có những cái nói người ta không hiểu, trường hợp vô rồi người ta mới hiểu. Thầy đi rồi thầy mới biết. Có những năm mà thầy sống trên núi, không có gì ăn, ăn rau rừng thôi, đậu bắp thôi, rồi chấm muối ớt thôi. Trời ơi, ăn ngon, nấu cơm, cây lá, nấu thôi. Rồi bẻ su đem xuống đổi cơm rồi nó ăn thôi. Đâu có gì, mà cùi cùi không bệnh quản chứ. Ăn đồ sạch không sao bệnh nổi. Không có gì, với hơn nữa mình không sử dụng năng lượng nhiều, xả bỏ trơn rồi. Không sử dụng năng lượng nhiều nên nó không cần nhiều, cái năng lượng energy nó không cần nhiều. Cho nên thầy viết có 40 câu đó. Xong việc thế, ta sẽ trở lại thất sơn màu nhiệm, ngắm qua xưa âu yếm từng giờ, lướt con thuyền sang đến bến mơ, trời bạn lãng có lắm chiều yên ả. Có nghĩa là mình thích cái cảnh vậy đó. Cho nên là làm 40 câu thơ mà để dịch cái câu mà nhạn quá trường không ảnh trầm hàng thủy mà. Thầy mới làm lại câu tiếng Việt á. Nhạn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm trúc chẳng lưu vang, muôn nẻo ta bà muôn nẻo khổ, vạn dặm không mây vạn dặm trời. Cái điều thứ sáu vậy là giới tâm. Giới tâm á, là chúng ta luôn luôn lúc nào để cũng kiểm soát bốn cái ở trên thân của mình, không cho nó tiếp xúc với ác. Đó là tâm,
ý, thân và khẩu. Người có giới tâm á, kiểm soát bốn thứ: tâm, ý, thân, khẩu. Tâm có hai, tâm và tâm sở. Ý có ba: suy nghĩ, dự định và chủ ý. Suy nghĩ là đang nói xàm xàm, nói nhảm nhảm là suy nghĩ á. Dự định là tính làm, chủ ý là quyết định làm. Trong ý mình có ba. Đang suy nghĩ là hành quẩn đang hoạt động, nhưng mà dự định quyết định là nghiệp hình thành. Suy nghĩ nghiệp không hình thành. Chúng ta đang suy nghĩ lung tung, đó là hành quẩn đang hoạt động, sankhara hành nó đang hoạt động. Nhưng mà ông dự định, ông quyết định cái là nó dính nghiệp liền. Ghét này quá. Dự định trả thù. Bây giờ một loạt cái dự định. Thứ nhất, sự bánh xe đó. Thứ hai, du quan hạ nhục. Thứ ba là nó chạy xe cặp bờ sông, núp núp xô xe nó văng sông. Không, người ta dự định nhiều thứ khác nhau nha, ta dự định nhiều khác nhau nha. Hoặc là hại gia đình nó. Mình hiểu không? Tức là ta nhiều cái dự định khác nhau, nhưng mà cuối cùng quyết định xì bánh xe. Đó là chủ ý đó, là thực hiện đấy. Dự định chưa có thực hiện, nhưng mà chủ ý quyết định nó mới thực hiện. Đã chủ ý rồi là trước sau nó cũng làm. Tin đi, nó đã tính rồi, chủ ý rồi. Nó xì thì dứt phát, nó rình bữa nay xì không được, ngày mai nó xì, ngày mốt nó xì, mình lấy hở nó xì bánh xe. Nó đã quyết rồi. Quý vị hiểu không? Nghiệp, dính nghiệp. Cái đó là ý. Còn tâm là gì? Tâm á, là khi đối trước trần, gọi là xúc trần á, nó sẽ sanh ra một loại tâm. Đó là tâm phiền não đấy. Mà tâm phiền não là nói chung của căn tiếp xúc trần mà sanh ra. Tâm phiền não đó, cái dụng của nó là cái gì thì Đức Phật sẽ đặt tên khác nhau. Cái dụng có nghĩa là gì? Là nó xài để làm gì á? Dụng á là dùng á. Ví dụ cái dao làm gì? Chặt cá, chặt đậu hũ, chặt rau, làm cỏ. Ví dụ gì đó, cái cưa làm gì? Cưa cây, cưa này, cưa nọ, cái kia á, là dụng á. Vậy cái tâm làm gì? Mỗi loại tâm có cái dụng khác nhau. Cái tâm mà Đức Phật gọi là tâm kiết xứ, là cái tâm đó dùng để trói buộc mình với tam giới, không ra khỏi. Đi đâu cũng trói lại hết. Ái kiết xử là cọng dây nặng nhất. Là ái kiết xử, tham ái kiết xử nặng nhất. Nặng gì? Là sân kiết xử, là bất như ý, thù oán là nặng gì. Do nên á, trong năm hà phần kiết xử á, có thân kiến nghi với cấm thủ tham và sân. Có nghĩa là năm cái để cột chặt người ta ở tại thế gian này phần thô. Và có năm cái cọng dây nhỏ hơn, nhưng mà cái dây thô thì làm bằng dây chuối, dễ cắt. Còn cái dây tế nó nhỏ xíu à, mà làm bằng dây đồng, khó cắt lắm. Đó là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạng, trảo cử, vô vô minh. Năm cái dây kiết sử để cột chặt ta ở trong cái thế giới của sanh tử luân hồi. Khó cắt, khó thấy, khó tắt. Nó như tơ của con nhìn nhện. Quý vị thấy bảy con yêu nhìn nhện không? Đó, nó quấn cộng nhỏ xíu, cắt không có đứt nổi. Cho nên đó quý vị á, là thấy cái tâm giới á, là chúng ta kiểm soát được tâm khi tiếp xúc với trần, thiện hoặc ác, ý nghĩ thiện hoặc ác, lời nói thiện hoặc ác, và thân thiện hoặc ác. Ở trong tâm mình á, thiện hoặc ác nó liên quan tới tham sân và si. Ở ngoài thiện hoặc ác á, nó liên quan tới độ làm khổ chúng sanh. Bên ngoài á, ai mà làm cái gì khổ chúng sanh nhiều chừng nào là đó ác chừng nấy. Trong tâm á, tham sân si nhiều chừng nào là ác chừng nấy. Đó trong A Tỳ Đàm vi diệu pháp Đức Phật dạy. Ác là gì? Ác là nếu ở trong tâm mình nó liên quan tham sân si nhiều chừng nào thì là ác nhiều chừng nấy. Ở bên ngoài
làm khổ chúng sanh nhiều chừng nào thì ác nhiều chừng nấy. Nên chúng ta có hai cái ác, một cái ác tác động vào thế giới và một cái ác tác động vào tâm. Nên á, nhưng mà cái ác trong tâm diệt thì cái ác bên ngoài diệt. Diệt cái ác bên ngoài, cái ác ở trong tâm nó yếu đi. Cho nên người ta tu thân khẩu ý, gọi là tu tam mật tương ưng, để người ta diệt cái ác bên ngoài. Tu thân khẩu ý là diệt cái ác bên ngoài, không cho người ta khổ, để làm yếu đi tham sân si với bên trong. Và cuối cùng chúng ta dùng mà các cái pháp như là thiền quán, các pháp thiền định, ta nhổ gốc nó, gọi là đoạn tận tất cả lậu hoặc. Cho nên đánh kinh trung bộ, bài kinh tất cả các lậu hoặc, bảy phương pháp đoạn diệt lậu hoặc đó, quý vị về sạch cái bài kinh đó lên đi, để đầu giường, là đoạn tận tất cả phiền não đó, là dùng bảy phương pháp Đức Phật dạy trong bài kinh tất cả các lậu hoặc kinh trung bộ. Về sạch ra, in ra, kêu con dâu con rể cho nó in ra, rồi đọc tới đọc lui bài kinh nè, niệm xứ nè, đại niệm xứ nè, kinh chuyển pháp luân nè, kinh tất cả các lậu hoặc nè, đó mấy bài kinh căn bản đó đó, kinh a ná ná sa tí nè, nhập tứ xức tứ niệm nè, đó in ra học đọc nhảo như đó, đã áp dụng vào trong cuộc sống. Cái điều thứ bảy á quý vị, hồi hướng tâm. Hồi hướng tâm có nghĩa là có gì ngon ngon muốn chia cho người ta. Hồi hướng tâm, thứ nhất là muốn tốt đẹp cho người ta, thứ hai muốn chia cho người ta. Cái hồi hướng tâm của một cái vị mà tính tâm Bồ Tát, cái gì cũng muốn tốt đẹp cho người ta, nhưng cái gì cũng muốn ngon ngon muốn chia cho người ta. Nhưng bởi vì cái gì ăn gì ngon ngon á, mình nghĩ đến người ta là cái đó cũng là tâm hồi hướng đó. Nhưng mà nghĩ đến bình đẳng thì đó mới gọi là Bồ Tát. Mà nghĩ đến những người thân yêu của mình á, thì cái đó thuộc về luyến ái thế gian. Nhưng mà chúng ta thấy gì ngon ngon là nghĩ với mình, tới người mình thương nhất. Cho nên mỗi khi ăn cái gì ngon, mình nghĩ tới ai, mình biết người đó mình thương nhất. Kiểm tra đi. Hoặc đi mua đồ, thấy gì xịn xịn đó, mình nghĩ tới người đó, mình mua cho người đó đó. Là mình kiểm tra, mình test là người đó có giá trị trong lòng mình nhất. Mà nhầm khi người đó không phải ông chồng, không phải bà vợ. Cái nực thằng nó nhỏ nhỏ hơn. Nhỏ đậm một lần. Về nhà, mình đi siêu thị gì đó, hoặc đi vô quán ăn gì đó, thấy gì ngon, mình nghĩ tới người kia là mình muốn mua cho người kia ăn. Mà nhầm khi không phải ông chồng và không phải là vợ, nó mới ngặt. Ngặt. Không có dám nói, không có dám nói mà kêu nói lớn. Ta đã không có nói rồi, nói lớn gì nữa, nó lớn. Có những cái nói không có nên lời, nói gọi là nói không nên lời đó, mà ở ngôn ngữ của Facebook gọi là cạn lời đó, không nói được. Cho nên đó quý vị thấy, hồi hướng tâm là phải bình đẳng tâm, có nghĩa là hồi hướng hết cho tất cả pháp giới chúng sanh, vì thấy chúng sanh đau khổ, vì lòng từ bi thương yêu chúng sanh, chứ không phải là ái nhiễm thế gian mà để mình cho, mình tặng, mình muốn tốt. Dĩ nhiên chúng ta muốn tốt cho người thân yêu của mình, muốn cho tặng cho người thân yêu mình những cái tốt, đúng không? Đó là tâm hồi hướng. Nên làm có tiền nhiều pháp hóa cho người mình thích, mình yêu, mình thương. Nhưng mà tới ngày nào đó làm có tiền nhiều cho những chúng sanh đang đau khổ, thiếu tiền. Lúc đó là chúng ta lên tầm cao mới đó, là cho với lòng từ bi chứ không phải là cho với tâm yêu thương. Cho tâm yêu thương vẫn là tốt nha. Nói ở trong rừng mê bể ái này mà người muốn cho người khác, dầu cho tâm yêu thương hay tâm gì mà muốn cho được người khác, thì người đó cũng chiến thắng với chính những cái tham lam của chính mình rồi đó. Đó cũng là đang bước trên những cái con đường cao thượng của thế gian đấy. Nhưng mà với con đường sức thế gian nó vẫn còn thấp, nó phải từ lòng từ bi. Còn mà vì lòng thương, cảm tình, thích cho thì đó cũng là cái tốt của thế gian. Thế gian chỉ cần nhiêu đó thôi cũng là tốt rồi. Chỉ cần yêu thương, cho tặng những người mình yêu thương, san sẻ yêu thương cho những người yêu thương thì đã là tốt lắm rồi. Nhưng mà bây giờ mình san sẻ cho những người mà mình thấy họ khổ, mình thương,
thấy họ khổ mình cứu giúp, bình đẳng trong tất cả pháp giới, từ con người cho tới con vật. Yêu thương từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới là biết yêu thương và san sẻ yêu thương, bình đẳng. À, nếu làm được như vậy, bắt đầu chúng ta bông hoa từ bi nó nở trong tâm, nó nở mới đồng bông hai bông tới hội nở nguyên chùm, gặp ai cũng thương hết. Trời ơi, thấy mũi cũng không dám giết nữa, phủi. Thầy thì cũng không có dám nói là mình thương yêu lớn, nhưng cũng có thương yêu. Thấy con dáng nó dơ quá, xịt nước tắm, ai nhà nó tắm cái nó lật bụng luôn, nó tắm nó nước nó không thích, con dáng nước nó không có thích, vô là ổng bỏ không được. Mình tính đâu á là nó dơ, rồi mình xịt nhẹ mình tắm, ai nhà đâu xịt vô ổng nằm luôn. Ổng là ở dơ là cái môi trường của ổng, dơ chừng nào nó sống ngon chừng đó, con dán á, mà sạch chừng nào thua chừng đó. Bởi vì mình không phải nói là sạch luôn luôn lúc nào cũng ngon, quý vị hiểu không? Con dán á, môi trường dơ chừng nào mới là môi trường sống của nó, mà sạch chừng nào là nó dễ chết chừng đó. Cho nên đó, mình muốn đuổi mấy con dán chỉ cần mình lau dọn sạch sẽ là đuổi không đi mất tiêu, sạch nó sống không được. Còn mình đó thì dơ sống không được, nó ngặt là chỗ đó. Nên hồi hướng tâm á quý vị, là một cái tâm đi đến tâm cao thượng, làm gì á cũng muốn tốt cho người ta, làm gì cũng muốn hồi hướng cho người ta, làm gì muốn san sẻ cho người ta, muốn giúp đỡ cho người ta không à. Cho nên đó, mình sống á là mình quên mình luôn, hồi hướng cho ta hết mà sống quên mình luôn. Có những gì Bồ Tát lớn á, là cái thân mạng của mình nó cũng không có kể luôn. Giống như tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kinh Bổn Sanh Bổn Sử, là một vị hoàng tử đi đi săn với ông em ông anh gì đó, gặp nguyên cái hố sâu thăm thẳm dưới thung cái hố, có mấy con cọp, cọp mẹ với mấy con cọp con sao rớt hố dưới á. Ở đói đâu có gì đâu ăn, nhảy lên không được. Con nào nấy ốm xanh xương còn đầu trời giờ. Bồ Tát mới kêu mấy anh em đi trước, tôi đi sau. Làm gì quý vị biết không? Nhảy xuống để hiến thân cho con cọp. Mà nhảy xuống rồi con cọp nó không nhúc nhích được, có nghĩa là nó đói quá, nó nhúc nhích không được, thấy mồi mình ăn cũng không nổi nữa. Mới lấy cái viên đá cắt cái tay nhỏ máu vô cho con cọp nó tỉnh. Quý vị hiểu không? Đó, trời ơi, cái đó hồi hướng dữ à. Chắc mình làm chưa nổi tới đó đâu, làm nổi đâu cỡ đó à. Bây giờ sức gần 100.000 còn kéo ra kéo vô mấy lần mới sức nổi nè, chứ đừng có nói tới mà bố thí cả thân mạng như làm kinh Bổn Sanh Bổn Sự gì đó, vị ngày mới thành Phật chứ. Chứ nếu mình làm được vậy chắc mình cũng thành luôn rồi, hiểu không? Làm không có được, cái đó là gì bản ngã đâu quý vị. Là mình còn thân kiến bảo vệ thân của mình, chưa làm được ở đó đâu. Về bảo vệ thân của mình nó lớn quá đi, bản ngã nó lớn quá, mình làm nhỏ hơn chút xíu đi. Là bố thí những cái của cải vật chất lời nói, bố thí những cái bên ngoài thân, bố thí những cái không ảnh hưởng đến thân mạng nhiều lắm thì mình cho trước tặng trước. Cái gì nó cũng phải bước lên từng bậc nó mới lên tới trên. Chứ mình cứ đùng cái lên tới luôn cái một á, thì cái đó gọi là Như Lai có chánh pháp, pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng, chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Thì đó là thiền tối thượng thừa. Mình chưa tới đó đâu, mình còn ở xa ngoài hàng rào. Do đó mà mình tu từ từ đi chậm mà chắc. Đời mặt pháp đi chậm chắc, đừng ham đi nhanh. Quý vị đi nhanh rồi gì không chắc, giống mình nấu ăn vậy đó, dục tốc bốc dục. Nấu hồi khét nghẹt à, nấu ăn mà nhanh làm ào, hồi bốc dục luôn có ăn được cái gì đâu. Hiểu không? Nấu từ từ cháu cũng nhừ. Cho nên nấu từ cháu nó cũng nhừ, đừng có dục tốc bốc dục, đó là nói về cái đạo nấu ăn á. Hiểu không? Nên mình tu từ từ cái đạo lý mà. Nó là đạo lý, nó có lý, từ đó mình suy ra mới gọi là đạo lý. Cho nên hồi hướng tâm dứt phát phải hồi hướng, phải nhớ nghĩ tới những người khác mà cho, mà tặng san sẻ yêu thương, tình thương, mến thương, từ những chuyện thế gian cho đến những chuyện cao cấp hơn, rồi sức thế gian và lòng từ bi, trước hết có lòng thương cái đã,
lòng nhân đạo đó đã, gọi là đạo làm người là nhân đạo đó. Đạo làm người là lòng thương yêu chúng sanh. Lòng nhân á, người này có lòng nhân lắm nè, là họ luôn luôn nào cũng thiện lành giúp đỡ người khác, đúng không? Chưa phải lòng từ bi đâu, mà lòng nhân là người, con người có tâm người là lòng nhân. Con người để đánh mất tâm người, con đường người đó không thể làm người. Nếu họ đánh mất tâm người mà họ trở thành tâm chư thiên thì họ sanh trời, mà họ tâm súc sanh là họ tâm thành súc sanh sau khi mất đi. Cho nên con người mình đừng có để làm mất lòng nhân, gọi là nhân tính, đừng để mất lòng nhân. Rồi chúng ta hãy tăng trưởng lên thành lòng từ bi, thành thánh tâm, thì cái đó mới là tốt. Cho nên cái gì làm đánh mất lòng nhân chúng ta không làm, nhất là người tu. Ác không làm, ác đánh mất lòng nhân, gọi là nhân tính. Ác nó sẽ từ từ đánh mất cái nhân tính của mình. Dầu ác nhỏ nhưng nhiều cái ác nhỏ cho nên ác to. Ví dụ ban đầu sợ không dám cắt cổ con gà, cắt được vài con mấy con sao cắt dễ ợt. Cái đó là thật đấy. Cho nên cái gì mà thuộc là đánh mất cái nhân tính lòng nhân của mình á, thì thôi mình không làm. Cái điều thứ 8 á, hộ pháp tâm. Hộ pháp tâm là cái tâm luôn luôn lúc nào cũng muốn cho Phật pháp của vũ trụ ta bà này. Cái tâm luôn luôn lúc nào cũng truyền bá chánh pháp, luôn luôn nào cũng bảo vệ chánh pháp. Nào lạng quạng nói xấu Phật pháp tăng. Hộ pháp, thấy hộ pháp cầm gươm lệnh không? Hộ pháp, cây gươm đó không phải gươm thật đâu. Cây gươm đó là nói lên cái sự chiến đấu đối với cái ác. Bằng cái gươm trí tuệ á, nhà Phật đừng nghĩ cái gươm đó là cái gươm đem ngoài chém. Mà cái gươm đó là gươm trí tuệ, chiến đấu với cái ác để hóa giải cái ác, làm cho cái ác trở thành nên thiện lành. Chứ chúng ta không có dung túng cái ác, không có là ùa theo cái ác, mà phải là mạnh dạng à, chúng ta chống lại những cái ác. Cái ác trong tâm là tham sân si, cái ác bên ngoài làm khổ người ta à, cho nên chúng ta chống lại, không phải luôn luôn nào cũng đập người ta. Chống lại không phải là đập, chống lại có nghĩa là làm cho nó đừng ác, mà tùy vào trí tuệ của mình làm cách nào mà thôi. Người nào trí tuệ cao chừng nào thì họ làm cách đơn giản chừng đó, người nào trí tuệ thấp chừng nào họ làm phức tạp chừng đó. Cái người trí tuệ, siêu trí tuệ, họ nghĩ ra cách rất đơn giản họ làm. Còn cái người mà trí tuệ thấp thấp ít ít đó, họ cũng nghĩ được nhưng mà cái cách rất là khó làm, rất là chằng chịt, rất là phức tạp, quý vị tin không? À, màu mèo qua lá cành hả? À, có nghĩa là họ làm một vấn đề, họ giải quyết vấn đề nó phức tạp lắm. Mà người trí tuệ họ làm cái sẹt cái xong. Cho nên đối người trí tuệ á, quý vị, họ làm cái rất là đơn giản. Cho nên đó, người ta hỏi trí tuệ là như thế nào mà không có trí tuệ là như thế nào, tức là người ngu và người trí. Nói lên cái hành động như thế nào mà mình biết người ngu người trí, thì người ta mới trả lời rằng cái người trí tuệ là biến một cái điều hết sức phức tạp trở nên đơn giản. Cái người ngu là người biến một cái điều hết sức đơn giản trở nên phức tạp. Nên mình nghĩ lại, mình coi mình ngu hay mình trí, mình biết liền à, chứ mình đừng nói ai chứ. Mình nghĩ về chính mình nè, cái điều hết sức đơn giản thôi. Người ta nói nặng một câu thôi, mình là thôi kệ đi, nhầm khi nó thấy nó không biết à, hoặc là nó nhận định sai vấn đề, hoặc là bữa đó cái gì, cái tâm trạng của nó buồn phiền cái gì thì nó nói nặng mình câu thôi đi, bỏ qua. Còn bắt đầu cái người mà không phải trí tuệ nghe, nói quá đơn giản phải không, ta bỏ cái một à. Còn người bắt đầu phức tạp nha, nó nói nặng mình một câu là nó muốn hạ bệ mình. Nó nói nặng câu nó muốn chù dập mình nè. Nó nói nặng câu này nè là nó cố ý nè. Nó nói nặng câu này nè là nó muốn làm cho ba má mình mất uy tín nè. Bắt đầu người ta phức tạp quá vấn đề, mà nhầm khi cái người đó nói một câu người ta quên mất tiêu luôn rồi. Mà mình đem một cái vấn đề rất là đơn giản thôi, mình phức tạp nó quá, của mình ôm hiềm hận ở trong lòng của mình với một câu đó, sáng đêm không ăn không ngủ. Quý vị hiểu không? Nó phức tạp ra. Cho nên cái gì mình làm cho nó đơn giản, cho nó bỏ qua, cho nó giản lược à, thì người đó trí tuệ sẽ phát sinh. Cho nên ai làm gì làm, quý vị nghĩ đơn giản thôi. Kệ nó đi. Kệ nó đi là xong.
có cái gì trên đời này là thật đâu mà chấp làm gì. Thôi kệ đi, chắc nó chửi mình chắc cũng nó nóng giận sao nó mới chửi chứ ai, người ta không nóng giận ai mà chửi. Mà nóng giận á, thì Đức Phật dạy trong nóng giận nó có cảm thọ khổ, nên cái người nóng giận khổ dữ lắm. Nên nó chửi mình nó cũng khổ dữ lắm chứ nó có vui gì đâu, thôi tha cho nó đi kệ đi thôi. Nên hộ pháp tâm có nghĩa là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng hộ trì tâm của mình, không có liên quan tới tham sân si, liên quan đến những cái ác. Cho nên đó là ta thủ hộ căn liên tục, hộ căn liên tục, thủ hộ căn có nghĩa là căn tiếp xúc với trần mà chỉnh sửa tâm mình thì đó là thủ hộ căn. Để hộ trì cho chính pháp của mình và hộ trì chính pháp của Phật truyền bá thế gian là chúng ta đóng vai trò hộ pháp. Bát bộ thần kim cang, trong đó mình là một vị thần kim cang hộ pháp. Trời rồng dạ so càng thác bà khẩn na la ma hầu la già nhân phi nhân. Nhân là mình đó, nhân là người, phi nhân là không phải người. Ở trong đó bát bộ thần kim cang có mình có một bộ, chẳng mình quên rồi hả? Nhân phi nhân là hai cái bộ, 7 và bộ 8, mình thuộc bộ thứ 7 là nhân và phi nhân là bộ thứ 8. Rời rồng dạ so càng thất bà khẩn ma la ma hậu la già nhân phi nhân, đúng không? Thì mình là bộ thứ 7, là bộ hộ pháp bát bộ thần kim cang. Mình là nhân là con người, mình phát tâm hộ trì chánh pháp thì mình là hộ pháp, hiểu không? Cho nên đó quý vị, tâm hộ pháp tức là hộ pháp tâm là hộ trì cho giới căn huệ mạng của mình không có mất. Ráng tu tập nghe pháp để giữ tâm chánh niệm, giữ tâm thanh tịnh, để giới căn huệ mạng mình không mất. Và hộ trì tam bảo trường tồn tại thế gian bằng nhiều cách khác nhau. Trong đó có ban hộ trì tam bảo ở trong này có ít vị có trong ban đó đó, thì cũng là một cái hình thức nhỏ để hộ trì tam bảo. Thực ra quý vị đi học đây cũng hộ trì nè, làm cho Phật pháp được trường tồn. Quý vị từ quý thầy truyền cho quý vị, từ Phật truyền trong kinh, kinh truyền quý thầy, thầy truyền quý vị truyền cho đời, truyền cho chính mình, truyền cho con cháu, truyền cho ai có duyên tùy ha. Rồi là lan rộng vậy, nó còn hoài sống, nó dỗ liên tục tới hoài vậy đó. Điều thứ 9 là xả tâm. Xả tâm là tâm xả. Tâm xả nghĩa là gì? Tâm xả có nghĩa là đừng có để gì trong lòng và đừng có dính mắc gì bên ngoài, là tâm xả. Tâm xả là không để gì trong lòng và không có dính mắc gì bên ngoài, là tâm xả. Không để gì trong lòng là sao? Là giận hờn ghét ghen niệm Phật cho nó tan, hoặc là dùng lưỡi cắn chặt răng với nhau, lưỡi đưa lên ốc giọng và đẩy dưới tâm đó ra, là không để gì trong lòng hết. Thầy mới nói cái trống, trống là trống không, trống chùa đó, trống rỗng, trống không đó. Nên cái trống chùa, cái chữ trống nghĩa là không đó, là trong lòng mình không có gì, khi căn tiếp xúc với trần không có gì. Thì vua Trần Nhân Tông á, ngày ngộ này ngài mới nói là đối cảnh vô tâm. Vô tâm là tâm không có gì đó. Không có gì không phải là không có tâm, mà đối với phiền não tâm không có gì thì mới đúng. Đối trước phiền não tâm không có gì được là đối cảnh vô tâm. Đối trước trần cảnh tâm không có gì. Nhìn giàu cho đẹp hay là xấu gì cũng bình thường, không có tâm gì hết. Mà muốn không có tâm gì hết thì mình phải hiểu cảnh đó bằng kiến giải. Biết cảnh đó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Cho nên bản chất của nó là tánh không. Cho nên đó mình cũng không thương, cũng không ghét. Tại vì chúng ta nhìn ở trên chân đế là nhìn trên bản chất. Còn nhìn trên tục đế là thấy nó đẹp, nó xấu, nó quý, nó giá, thì chúng ta phát tâm. Còn người ta nào mà nhìn lại về chân đế của tất cả các pháp á, thì người ta không phát tâm nữa. Nhìn tâm không có gì trọng chứ á. Trước cảnh trần tâm ta không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Cho nên đoạn ở trong tâm, xả bỏ ở tâm, trong tâm, và bên ngoài không dính mắc cái gì cả. Không dính mắc nghĩa là gì? Những cái của cải vật chất của mình hoặc là không phải của mình không có phiền não với nó. Thậm chí người ta còn bỏ hết tùy duyên. Vua Nhà Nhân Tông đi bỏ chân thấy hả? Thái tử Sạc Ta đi bỏ chân thấy hả? Các ngài bỏ đó. Bỏ hết trơn là bỏ cái gì thầy? Tôi nói với ông bỏ hết trơn mà ông còn hỏi tôi bỏ cái gì? Là bỏ hết trơn này, bỏ cái gì là bỏ cái gì? Tôi nói là tôi ông là tôi bỏ hết trơn. Mà dám hỏi là bỏ hết trơn là bỏ cái gì? Hết trơn rồi đâu cần kể cái gì? Là cái gì cũng bỏ. Vậy mà cũng gán hỏi cái gì cũng bỏ vậy là bỏ cái gì? Tôi lại nói bỏ hết rồi ông còn hỏi hoài nha. Vậy thì
Thầy mới trả lời tiếp: nếu ông không hiểu nữa, tôi nói đây nè, là bỏ những cái gì mà ông có. Thưa thầy, con không có gì chứ sao con bỏ? Ông thấy ông không có cái gì, chứ thực ra ông có rất là nhiều thứ mà ông không thấy. Ông đeo nhiều thứ mà ông thấy, chứ không phải là ông không có cái gì hết nên ông không cần bỏ cái gì. Ông thấy ông không có nhà, không có cửa, không có gì chứ ông ở nhà trọ. Ông nói là con đâu có gì đâu ông bỏ. Tại vì ông vô minh đến đổi, ông không thấy những cái gì ông đeo mắc ở trên người của ông. Ông đeo phiền não, ông đeo sầu thương oán giận, ông đeo những cái ước mong, ông đeo những cái gọi là tùm lum tùm la. Cho nên ông thấy nặng lòng ông không? Bây giờ ông có vui không? Là không. Buồn lắm thầy ơi. Vậy ông thấy nặng lòng phải không? Mà tại sao nặng? Là ông đeo tùm lum ông mới nặng. Vậy ông về, ông tìm cho bằng được cái gì làm cho ông nặng lòng, ông bỏ cái đó giùm tôi. Vậy ông đi tìm đi, một cuộc đi tìm. Ông không tìm được thì ông lấy kinh của nhà Phật ông soi vô ông tìm. Còn ông tự tìm được thì ông chính là Phật Di Lặc. Còn không tự tìm được thì bắt buộc phải lấy đèn trí tuệ ở trong kinh mà soi thôi. Bắt buộc ông phải học kinh thôi ông ơi, đi học giáo lý thôi. Ông không tự tìm được. Còn ông tự tìm được tất cả đó là chính là Phật đấy. Tự tìm được tất cả, không ai dạy hết. Còn mà ông không tự tìm được những cái làm cho ông nặng lòng đó thì ông hãy đi học với thầy dạy. Ông đi học kinh sách bằng nhiều con đường khác nhau, đọc sách, nghe băng, nghe đĩa, tra mạng gì đó, tôi không cần biết. Miễn sao ông tìm lục trong tam tạng giáo điển Tipitaka ra đi, rồi một ngày nào đó ông sẽ không cần phải hỏi tôi, ông biết luôn nó là cái gì. Rồi lúc đó ông hãy bỏ. Còn đâu có gì đâu ông bỏ. Cho nên có mà không thấy, có mà không thấy là vô minh. Tại không dám nói sợ ông quýnh mình. Có mà không thấy trong kinh Phật định nghĩa là vô minh. Vô minh có mà không biết, có mà không thấy. Nó nặng lòng mà cũng chả biết cái gì làm cho mình nặng lòng. Mà kêu bỏ, con đâu thấy gì đâu mà bỏ. Không có gì sao bỏ. Ông tính đâu là bỏ là phải có gì đeo vàng bỏ vàng, đeo gì bỏ nấy. Cái ông thấy bằng con mắt mình thôi. Nhưng mà cái đeo trên con người của mình nhiều thể trạng khác nhau. Nào tâm, nào tánh, nào nghiệp, nào phiền não, bao nhiêu thứ lận. Về nhà nghiệm si cái gì mình đã đeo lên thì mình buông xả. Trên đó có nhiều người kêu buông xả, xả buông đâu có được, là đâu có thấy gì đâu. Có những cái thấy vẫn xả không được. Tại vì dục nó nặng quá, cho nên nó ham muốn nó nặng quá, xả không nổi. Cái điều cuối cùng đó quý vị, gọi là nguyện tâm. Nguyện cho chánh pháp vũ trụ ta bà, nguyện cho thế giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nguyện cho cuộc đời này ai ai cũng gặp Phật pháp tu hành. Nguyện cho ai ai cũng mạnh khỏe bình an. Nói chung là nhiều cái nguyện khác nhau gọi là nguyện tâm đó. Nguyện tâm hoặc là nguyện cho mình á là tu hành tinh tấn. Rồi nguyện cho mình á là phổ độ chúng sanh. Thì nguyện tâm này là một cái lời thề, cái lời nguyện cho mình và cho tất cả chúng sanh. Đó là nguyện tâm. Nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi, làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Lỡ rồi. Lỡ gọi là lỡ nguyện rồi. Thôi thực hành luôn. Nhầm người nguyện to dữ lắm. Nguyện trả nghiệp trong kiếp này. Có cô ở dưới Tiền Giang: xin nguyện với mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát, con tu để thăng hoa trong kiếp này, để giác ngộ kiếp này, cho con trả hết nghiệp trong kiếp này. Trời ơi, bắt đầu nó bệnh, nó ốm, nó đau, ông chồng theo dơ bé con quậy. Trời ơi, cổ mới nói thầy ba bữa trước là thầy ơi thầy, nếu mà nói làm kiểu này cho con chết sớm mà. Con chịu hết nổi mà, tại con cũng ngu quá. Hỏi sao ngu lên? Con hồi quy y Tam Bảo, con ngồi con có nguyện trước bằng Phật, con ăn chay trường, con nguyện độ hết tất cả chúng, con nguyện và xả hết của cải vật chất, tất cả nghiệp gì cho con trả trong một kiếp này cho nó hết, con nguyện vậy. Trời, bây giờ con trả quá trời thầy ơi. Chồng theo vợ bé, mấy đứa con nó tranh giành đất đai nhà cửa nhau, mà cổ bị bệnh tai biến hơi yếu một bên, không có liệt mà yếu một bên luôn. Rồi công việc làm ăn á, nó cổ
cổ chỉ huy mà cổ bệnh vậy rồi thì cổ chỉ huy đâu được, mấy đứa con nó làm. Mà nó làm nó quyết định theo ý nó, táo bạo lắm. Đem nguyên vốn cục cục đầu tư đầu tiên tư vô Bitcoin tiền ảo đó. Từ đêm tới sáng mất 8 tỷ. Học máu anh Đài không? Đầu tư Bitcoin á. Lời thì lời dữ lắm, nhưng mà lỗ thì lỗ cũng trắng tay. Có thằng Kỳ mất đâu mười mấy bít, mà một bít cả tỷ bạc à. Vô cái ví á, nó gọi là ví á, vô blockchain á, vô cái ví á. Rồi nó có cái password, gõ password cọc vô, in vấy lịch là không ra. Nó để chữ in vấy lịch, có nghĩa là này không có giá trị. Mất luôn mười mấy bít. Mà giờ không biết thưa ai gửi ai chứ. À quý vị lên cái sàn nào, biết gửi trên sàn nào đó. Nó mở blockchain vô gửi sàn nào đó, quý vị thấy chưa? Đó, cổ làm mấy đứa nhỏ bây giờ nó làm táo bạo lắm. Nó thua mấy lần giờ con gần trắng tay rồi. Chị nói gì mấy đứa con này? Làm không làm thôi, làm phải làm lớn. Gì đó, mô Phật. Sao dịch này làm nhỏ nhỏ thôi con. Từ đầu năm tới giờ mấy chục ngàn cái công ty nó dẹp tiệm đó con ơi. Làm nhỏ nhỏ thôi, ăn chắc mặc bền. Đi học Phật Pháp tu đi, làm nhỏ nhỏ đủ sống thôi. Con ơi mẹ ghéo hết hơi. À thôi, hết giờ nghỉ. Đó là 10 điều để chúng ta củng cố cái tính tâm để đi trên con đường Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Hạnh, để mà mình có thể lên tới cái tầng thứ 3 đó, là đắc vào các cái quả vị, thì trở thành từ Bồ Tát Nhân sang Bồ Tát Quả nha. Rồi có cái kỳ nào đó thầy sẽ phân tích cho quý vị liên quan giữa các cái làng kinh điển của Bali và kinh điển A Hàm với kinh điển Hán Tạng, có những cái sự mà nó khúc mắc ở trong đó về Bồ Tát, nên đó thầy giải luôn trong lúc mà người ta dịch thực như thế nào, mà hiểu sai ý một số cái mình cũng hiểu lại mà thôi, sửa mình không dám sửa nhưng hiểu lại cho nó đúng là được, chứ không ai có thể dịch mà nó chính xác 100% trên câu chữ đâu. Rất là cảm ơn quý vị hiện diện nơi này, tham dự rất đông, và rất là cảm ơn quý vị hiện diện trên online, 200 mấy, gần 300 vị ở trên online nữa. Lớp mình cũng đông và gọi là rất là vui. Và chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.